Xin chào các bạn đến với anime Aoharujide. Tập 1 Vào một ngày đầu hè sơ trung năm nhất, trời đột nhiên đổ mưa khiến nữ chính của chúng ta là Futaba phải nấp vào ngôi đền. Ngó ra thì vô tình thấy cậu bạn Tanaka đứng bên cạnh, ánh mắt hai người đã chạm nhau nhưng không ai nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Hai người cứ đứng im lặng hồi lâu chả ai lên tiếng trước, Futaba vô tình hỏi Tanaka có đi chơi hội không, nhưng lại đánh lạc hướng qua chuyện khác, cậu đã lấy áo mình để che cho bạn không bị nước mưa dính vào và lau khô người. Trong lúc lau khô tóc Futaba vẫn không quên lén liếc sang phía bạn, Tanaka là một cậu con trai có dáng người nhỏ nhắn và nói chuyện rất nhẹ nhàng. Sau khi trả lại áo, bất ngờ Tanaka muốn hẹn cô cùng đi chơi với mình 7 giờ dưới tháp đồng hồ tại công viên hai người sẽ gặp nhau. Có một cậu bạn khác cứ tới làm phiền và hỏi về mối quan hệ với Tanaka của cô. Điều này đã làm Futaba bực mình và hét lớn lên lũ con trai là thứ mình ghét nhất, thì bất ngờ Tanaka đã nghe thấy nhưng cậu chỉ lặng lẽ bỏ đi. Tối hôm đó như lời hẹn Futaba đã tới nơi nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu nữa. Sáng hôm sau còn nghe tin Tanaka đã chuyển trường mà chẳng báo ai biết. Một cậu con trai luôn tỏ ra lúng túng và do dự, không ồn ào náo nhiệt như bao bạn nam khác. Đó chính là Tanaka, người mà Futaba đã đem lòng yêu. Dù ba năm đã trôi qua nhưng trong tim cô vẫn còn hình bóng năm xưa. Còn giờ đây đã là học kỳ thứ ba năm nhất cao chung của Futaba. Không còn như xưa nữ chính giờ đây đã thay đổi thành một cô gái lụm thuộm, luôn đi học sát giờ đồ đạc thì vứt tùng lung chẳng có chút nữ tính nào. Còn cô gái áo hồng này là Makita, có thể nói chính là bản sao năm xưa của Futaba. Tính cách hiền lành nhút nhát của cô được rất nhiều bạn nam thích và để ý. Mấy cô bạn của Futaba và hầu như bạn nữ trong lớp đều rất ghét loại con gái này. Chỉ có Futaba là thấy tội nghiệp bạn ấy luôn lủi thủi một mình giống hệt mình năm xưa. Và đó cũng là lý do mà nữ chính đã cố tình thay đổi bản thân để kiếm được bạn bè cô đã khoác lên bề ngoài mình bộ mặt của một cô gái lụng thuộm. Toàn bộ sân nữ tính Futaba đã vứt bỏ hết để kiếm được bạn bè. Trong lúc đang bắt cả đống bánh về lớp thì thật bất ngờ khi thấy một người, đó chính là thầy giáo nhưng lại có nét rất giống cậu bạn Tanaka năm xưa. Bất ngờ giật mình khi có hai cậu bạn lớp B nhận xét mình dễ thương, cô lập tức ăn lấy ăn để chỗ bánh trên tay để khiến họ nghĩ xấu về mình. Futaba chỉ cần hai cô bạn thân này là đủ không cần bạn trai hay gì thì vô tình và phải một bạn nam nào đó làm rơi cả bánh. Sau khi trả lại thì cậu ta chê cái bánh mì của cô. Futaba hết sức bất ngờ về con người này có đem lại chút cảm giác quen thuộc, dù giọng nói hay chiều cao đều không phải nhưng có điều gì cứ thôi thúc trong lòng. Cô chạy vội theo chưa kịp gọi thì một cậu bạn từ đằng sau hét lớn Mabuchi, cậu ta quay mặt lại nhìn rồi đi cùng người bạn kia. Futaba nhận ra mình đã nhầm người và may mắn vì chưa gọi tên, trên đường về cô vẫn mải ngẫm nghĩ về chuyện vừa rồi, thì bất ngờ thấy cậu ấy đang đi ngay trước mặt mình. Hai người nhìn thấy nhau nhưng Mabuchi chỉ lặng lặng bỏ đi, bất ngờ tới ngôi đền năm xưa thì cậu rẽ vào trong đó nghe được câu nói quen thuộc vào ngày trời mưa hôm ấy thì không nhầm lẫn nữa. Mabuchi chính là Tanaka, Futaba chạy vội vào thì thấy cậu đang ngồi vẫn góc khuất đó, vì sợ quên nên cô chưa dám khẳng định nhưng cậu ấy lại nói câu đó một lần nữa. Futaba không nhịn được nữa và dám chắc đây chính là Tanaka mà mình tìm, thì ra do bố mẹ ly hôn nên cậu phải đổi họ thành Mabuchi, giọng nói chiều cao và cả tên tùy đã thay đổi. Nhưng trước mắt Futaba lúc này chính là người con trai đầu tiên mình từng yêu, đã trải qua hai học kỳ mà đến tận hôm nay cô mới nhận ra cậu ấy. Điều này làm Tanaka thấy buồn cười thật, Futaba sốc luôn trước cách nói chuyện của cậu. Nhưng nghĩ lại thì chính bản thân cô cũng đã thay đổi hoàn toàn. Cậu yêu cầu bạn phải gọi mình là Mabuchi và còn đòi ô một cái mừng hội ngộ. Khứa này thay đổi tính nét 180 độ làm Futaba chưa kịp thích nghi. Dù sao thì cô vốn rất ghét bọn con trai mà, mãi lúc này Futaba mới có cơ hội giải thích. Quả thực từ xưa cô rất ghét bọn trai nhưng riêng Tanaka thì khác. Nghe đến đây thì cậu khẽ giơ tay lên che mặt để giấu đi biểu cảm mình, thậm chí Tanaka còn nói thẳng mình đã từng yêu Futaba. Có lẽ những ngày tháng hạnh phúc mà cô hằng mong ước đang tới, nhưng bất ngờ cậu nói thêm chúng ta không thể trở về như xưa nữa, bởi giờ đây cả hai đều đã thay đổi và tất cả chỉ còn là quá khứ, Futaba không kiềm chế nổi đã rơi nước mắt, dù lời nói có lạnh lùng nhưng cô vẫn nhận ra chút cô đơn trong vẻ mặt cậu ấy. Ngày hôm đó Futaba đã định sau lễ hội sẽ từ từ bày tỏ cảm xúc nhưng bất ngờ tanaka chuyển trường và trở lại với một phiên bản khác ngày hôm sau lại tiếp tục thói quen mua cả đống bánh thì cậu ấy đứng ngay bên cạnh nhưng cô vẫn quyết tâm giảm độ nữ tính xuống sau khi trả tiền cho cô bán bánh futaba nói không cần túi đựng và đang tính rời đi bất ngờ bị bác bán bánh đứng cạnh kéo lại và nói chưa trả tiền vì thấy bánh không trong túi cả hai cô bạn thân thấy vậy cũng nhắc nhở futaba trả tiền người ta đi chỉ có tanaka là lên tiếng bình vực cậu liền hỏi cô bán bánh đứng đằng sau thì đúng là futaba đã trả rồi Thế là bà cô này bỏ qua rồi cứ thế lẳng lặng đi. Tanaka tức lên gọi bà ta là bà già và bắt phải xin lỗi bạn, sau khi cậu ấy rời đi thì Futaba vội đuổi theo để cảm ơn cậu đã vì mình mà nổi giận. Bất ngờ Tanaka chê thứ tình bạn giả tạo của cô thật rẻ tiền, được giúp đỡ rồi lại ăn ngay một gáo nước lạnh vào mặt, đây không phải Tanaka mà cô từng biết, cậu nhấn mạnh một lần nữa tên mình là Mabuchi. Tập 2. Trong một lần chơi trốn tìm, Futaba vô tình vào cùng chỗ trốn với Tanaka nên định rời ra chỗ khác bất ngờ cậu kéo tay cô lại và nói họ đã bắt đầu đi tìm rồi lúc này futaba không còn tâm trạng nào để nghĩ về trò chơi nữa cô đã bị mê hoặc hoàn toàn bởi hương thơm xà phòng pha với mùi mồ hôi trên đôi vai nhỏ bé của cậu khiến tim đập không ngừng thời trung đến gần thì tanaka hy sinh chạy ra để bị bắt thay cô futaba muốn tới cứu cậu nhưng kết cục cả hai bị bắt luôn tuy vậy cảm giác khi ấy thật ấm áp trong lòng còn giờ đây mọi thứ đã thay đổi từ ngày gặp bà cô khó ưa thì futaba quyết định tự mang theo bữa trưa ở nhà còn cô bạn Makita luôn mang bữa trưa ăn bên ngoài khiến các bạn nam đều tò mò. Makita nói thường ra ngoài ăn trưa với bạn bè, bất ngờ thầy giáo tới yêu cầu bạn trực nhật đi lấy bài tập. Futaba rủ hai con bạn đi cùng nhưng thân ai nấy lo, cô đành phải tự mình ra ngoài trời giá lạnh mà bê đồ thì bất ngờ gặp ngay Makita. thấy trời lạnh Futaba lo lắng khuyên bạn nên vào lớp mà ăn trưa, nhưng Makita chỉ mỉm cười từ chối. thấy con thỏ bông dễ thương của bạn làm Futaba nhớ lại mình hồi xưa. Trong vô thức tay cô cứ mải sờ nó thế là Makita quyết định tặng luôn một con. Cô còn cảm ơn Futaba đã nói chuyện cùng mình với một bàn tay lạnh buốt. Thật sự Makita không phải muốn ra vẻ dễ thương trước con trai, mà do tính cách nhút nhát cảm thấy hồi hộp khi đứng trước mặt người khác giới. Futaba tặng bạn một chiếc khăn ấm rồi rời đi làm Makita rất mừng. Trong hành lang cô vô tình thấy Tanaka đang bị thầy giáo nhắc nhở về việc học nâng cao. Hóa ra cậu ta là thành phần ưu tú con nhà người ta. Phải vác đống bài tập nặng nên cô nhờ Tanaka giúp một tay cậu ta cạc hiện mấy cô bạn thân đâu rồi cứ thế bỏ đi. Thấy vậy thầy giáo đành phải ra bê giúp một tay. Khi nghe kể chuyện cô là bạn thở nhỏ của Tanaka thì Sensei bỗng phấn khởi khác thường, nhìn nét mặt ông này cứ giống cậu ta sao sao ấy. Còn đây là Murao, cô đứng trước mặt nhưng thầy chỉ chào một câu rồi bỏ đi. Cậu bạn tóc vàng là cô Minato lại rủ cô tới buổi karaoke cùng lớp sau khi thi. Vì Murao luôn né tránh bất cứ buổi liên hoan gặp mặt nào của lớp, nhưng cô cho rằng không thích mấy thứ đó rồi bỏ đi. Còn lạnh lùng nói chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu cả, Futaba quay trở lại với đám bạn tuy là giả tạo nhưng thà có còn hơn không. Nghe chuyện Makita lủi thủi ăn uống một mình thì hai con nhỏ này lại trêu chọc, không nhịn được nữa Futaba liền nói mấy bạn thực chất chỉ ghen tị với cô ấy thôi, thay vì chọc ngoáy sao không tìm cách dễ thương hơn Makita đi. Chưa dừng lại ở đó Futaba vẫn tiếp tục nói cho đến khi giật mình tỉnh ngộ, Makita liền đi vào và đã dám nói thẳng suy nghĩ của mình ra vậy là nữ chính lập tức đã bị hai người bạn cho ra rìa và bao ánh mắt dòng ngó khác makita đuổi theo cảm ơn bạn đã đứng lên nói giúp mình futaba ra ngồi lùi thủi ở một góc thì nhận ra do tanaka mà mình đã làm như vậy bất ngờ thay cậu ta lại xuất hiện ở ngay đây cô đã nhận ra lỗi sai của mình khi luôn sống giả tạo để có những người bạn tồi nhưng rồi phải quay mặt lại để che đi nước mắt không ngừng tuôn rơi bất ngờ cả trước mặt và sau lưng đều có rất nhiều người đi ngang qua futaba không biết làm sao để giấu khuôn mặt ướt đẫm nước mắt thì bất ngờ Tanaka kéo cô ngả vào vai mình, vẫn là những mùi hương quen thuộc khi ấy, Tanaka lúc này không còn nói những câu khó nghe nữa. Tóm lại cậu ta chỉ làm những gì bản thân muốn và chốt lại tên cậu là Mabuchi, thế nhưng Futaba không muốn gọi bạn như thế chút nào, vì nếu vậy thì người bạn Tanaka năm xưa sẽ không còn tồn tại nữa. Sau một hồi đắn đo thì quyết tâm không gọi họ nữa mà gọi thẳng tên riêng là câu luôn, câu cũng không có ý định cấm cản cách gọi này, thời gian trôi qua và năm nhất cao trung đã sắp kết thúc. Futaba quyết định gọi hai người bạn cũ lại và xin lỗi về ngày hôm ấy, thật ra họ cũng không hề ghét gì cô hết, chỉ là tính cách hai bên không hợp nhau được nên không thể chơi chung. Vậy là cuộc chia tay của Futaba đã kết thúc trong êm đẹp, bất ngờ Makita xuất hiện và nói muốn được nói chuyện nhiều hơn với cô, vậy là hai người đã trở thành bạn bè của nhau một tình bạn thật lòng. Đột nhiên trong lòng Futaba lại nhói lên nỗi nhớ câu và lập tức chạy đi tìm, thì cậu ấy đã xuất hiện trước mặt thì nở một nụ cười rạng rỡ. Tập 3 Thời sơ Chung Futaba thường lén ngắm nhìn câu, nhưng mỗi khi ánh mắt lỡ chạm nhau thì hai người đều quay đi. Để rồi lại chầm chậm quay ra ngắm nhìn nhau. Những khoảnh khắc vụng về khi ấy chỉ của riêng hai người không một ai khác biết cả. Trở lại thực tại Futaba nói đang muốn tìm gặp cậu. Nghe cô ấy kể về chuyện vừa rồi và sẽ bắt đầu lại từ đầu thì câu mỉm cười chúc mừng. Nhưng bất ngờ thầy giáo kia lại đến thông báo hôm nay sẽ đến nấu bữa tối cho câu. đã thế còn ở lại qua đêm nữa làm Futaba tưởng họ chuẩn bị sẽ gầy cô đành phải giải thích thầy giáo chính là anh trai mình. Nhìn giống nhau như đúc mà bà còn không nhận ra, anh trai tưởng hai đứa đang hẹn hò nhưng câu lập tức chối từ. Thế là Futaba nhắc lại vụ lần trước cậu ấy còn nói từng thích mình, rồi có thế mà hai đứa cũng tranh cãi nhau như cặp đôi. Khi biết tên cô bé này là Futaba thì ông thầy mới ngạc nhiên khi nhớ ra một chuyện nhưng lập tức bị em trai phá đám không cho kể. Câu chụp lấy tay Futaba rồi bỏ chạy, còn chuyện mà người anh muốn kể đó là ngày xưa hồi sơ chung. Có một lần đứa em trai cứ ngồi mãi nghĩ về cô bạn Futaba rồi viết tên người ta ra giấy, nhưng bất ngờ bị anh phát hiện ra vội giấu nhẹ đi. Khuôn mặt đã đỏ cho thấy đó là cô gái cậu ta thích, câu sau khi lôi Futaba ra ngoài thì lại buông tay ra. Tuy ánh mắt có chạm nhau nhưng cảm giác cậu đang chẳng nhìn thứ gì cả. Futaba lại bám lấy tay và nói còn rất nhiều chuyện mình muốn biết về cậu. Muốn tìm lại thứ cảm xúc ngày xưa của cậu đến mức rơi nước mắt. Câu chỉ nói đừng khóc nữa rồi gục vào vai Futaba. Lúc này cậu mới chịu xin lỗi về vụ hẹn đi chơi hội năm xưa. Một phần là do câu nói ghét con trai của Futaba, một phần là do gia đình có chuyện đột xuất nên câu mới không tới. Cậu lại xin lỗi một lần nữa rồi mỉm cười. Futaba mới nhận ra bạn đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới thay đổi như vậy, còn mình vẫn có cuộc sống rất an à nhàn. Vậy là hai người mỉm cười làm hòa rồi cùng đi về. Nụ cười trở nên rạng rỡ nhất là khi chia tay ra về sau một buổi đã tâm sự về bản thân. Anh trai ở nhà đã nấu sẵn hết bữa tối ngồi đợi mãi nhưng câu vẫn không chịu về. Ngày hôm sau, Futaba quyết gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Năm hai cao trung đã bắt đầu và được học với Makita. Còn anh bạn Kominato này tỏ vẻ rất mừng vì được học chung lớp với Murao. Cậu hứa năm nay sẽ giúp cô có nhiều kỷ niệm với lớp học hơn. Bất ngờ hơn nữa lần đầu Futaba được học chung lớp với câu vì rớt khỏi lớp nâng cao. Cậu kể hồi sơ chung luôn cắm đầu vào học nhưng lúc này muốn xả hơi chút. Có đối đáp với các bạn mới quen khá tốt thì bất ngờ lại quay ra mỉm cười với Futaba, Futaba làm bộ ngó lơ mà không giấu nổi niềm vui sướng, Makita bước vào lớp mới thì lại có vài tin đồn về cô, thấy vậy Futaba quyết tạo bầu không khí thân thiết để mọi người có cái nhìn khác, hai người nói chuyện về con thỏ bông thì mấy cô bạn kia không còn nghi hoặc gì nữa. Thế nhưng lúc này họ lại chuyển qua bàn tán về độ đầu gấu của nữ chính. Thấy cô bạn Murao bước vào thì Futaba chào hỏi, cô ấy cũng chỉ chào lại một câu rồi lại đắm chìm vào cuộc sống của riêng mình. Kominato tiếp tục tới bắt chuyện hỏi Han. Dù có nỗ lực như nào thì cái kết nhận lại cũng chỉ là sự ngó lơ. Cậu vẫn đang dõi theo Futaba nãy giờ, giờ ăn trưa lại ngồi lủi thủi nghĩ các bước tiếp theo mình phải làm với lớp mới. Thì câu tới chưa bạn mấy câu nhưng cũng đưa ra những lời động viên. Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, cứ làm hết sức mình là được. Vậy nên trong tiết chọn ban cán sự, không một ai muốn làm khiến không khí lớp rất căng thẳng. Futaba quyết định sung phong tự ứng cử mình làm ủy viên nữ. Đến lượt nam thì Kominato đang tính sung phong. Nhưng bất ngờ thay câu rất nhanh tay đã chiếm vị trí này, tiếp đến là ba ủy viên sự kiện. Makita và Murao giơ tay rất nhanh và quyết đoán, chỉ chờ có thế Komina từ lập tức đảm nhận vị trí còn lại. Còn giờ đây năm người được chọn sẽ phải tham gia khóa huấn luyện điều hành do đích thân giáo viên anh trai của câu phụ trách. Tập 4. Khóa huấn luyện điều hành cho ủy viên lớp và ủy viên sự kiện chuẩn bị bắt đầu, Futaba tới tận nhà câu gọi um cả lên mãi cậu ta mới chịu ra ngoài, nhưng lại không mặc áo làm Futaba mù con mắt bị bạn kéo vào trong nhà thì Futaba nói mình không đến đây để làm chuyện đó. Con nhỏ này đúng ngáo rồi cứ đứng ngoài cửa gào thét thế người ta trả lôi vào. Cậu đang định đi tắm nên giận bạn được chút, Futaba quen tay đẩy cậu ta vào cho nhanh thì mới cảm nhận được làn da trần mềm mại. Nhìn kỹ lại thì nhà cửa rất gọn gàng, sạch sẽ. May quá hai người đến bắt tàu vẫn kịp lúc nhưng trượt nhận ra, Futaba để quên túi sách ở nhà cậu phải chạy vội về lấy. Đến khi quay lại thấy tàu đang đóng cửa mất rồi thì câu tính chờ chuyến sau. Nhưng Futaba đâu có chịu thua vẫn cố lao hùng hục tới và cái kết vừa kịp lách vào. Sau khi bình tĩnh đọc lại địa điểm thì nhận ra lên nhầm mẹ chuyến rồi còn đâu. Vậy là bạn bè và thầy giáo đều đã tới điểm tập kết hết rồi, còn Câu và Futaba buộc phải nhìn bản đồ mà đi riêng. Futaba nói Câu cứ ngủ đi khi nào đến nơi mình sẽ gọi. Nhưng một phút sau thì nhỏ lăn ra ngủ như chết, y như rằng hai đứa bị ăn chửi té tát và cả bạn bè cũng cáu vì liên lụy. Thầy giáo nói hai đứa phải viết đơn xin lỗi nộp lên ban giám hiệu murao cho rằng khi câu gây chuyện gì thì thầy cũng sẽ bị liên lụy rồi vì cậu ta mà thầy phải xin lỗi thay nữa nên murao chửi cho một câu thấy thế kominato cũng mắng cậu để bênh vực bạn mình kết cục là chỉ còn ba đứa ngồi ăn với nhau cuối giờ thím này đứng dậy còn xin luôn cái bánh ngon nhất là makita cai cú đến giờ tập luyện cần trả lời các câu hỏi thì dường như chả ai quan tâm lắm y như rằng họ bị gọi lên trả lời trong tiết huấn luyện thấy cái đống văn futaba ngồi tự viết một mình thì câu đứng lên đọc một cách trôi chảy suy nghĩ trong đầu mà không cần chuẩn bị. Nhưng anh trai chưa buông tha cho cậu và cố tình hỏi thêm về câu hỏi con người cần gần gũi với nhau. Thầy giáo hỏi vậy là để giúp cậu nhận ra và có thể hòa đồng với nhóm hơn. Tối đó thấy Futaba đang nằm thẫn thờ thì câu tới nhắc nhở về vụ viết đơn xin lỗi. Futaba nhận thấy cậu quá giỏi trong khi mình phải chật vật với đống văn ấy. Và ước gì được giỏi như câu, cậu lại nằm gục xuống bàn rồi động viên bạn vẫn có lòng quyết tâm cao hơn mình bất ngờ hai người quay mặt vào nhau và mắt đã chạm mắt sau một hồi yên ắng thì câu lại chọn cách quay đi và tiếp tục động viên Futaba đáng được tôn trọng hơn mình nhiều vẫn là cái cổ khi đó nhưng lời nói đã không còn như xưa nữa Futaba không hiểu tại sao con người khi ấy lại thay đổi đến như vậy trong ba năm không còn kìm được lòng nữa chính cứ thế xoa tóc bạn rồi tiến tới gần hôn lên tóc bất ngờ câu quay lại nắm lấy tay Futaba và hỏi bạn còn yêu mình không Đúng là câu ngày xưa thì có thích nhưng phiên bản này Futaba đang phân vân, thế là làm cậu quê quá liền quay ngoắt đi nói, chỉ tại cứ người với hôn lên tóc người ta như thế thì ai mà chả hiểu lầm. Rồi lại buông lời nói nặng nề yêu cầu đừng có tìm kiếm mình trong quá khứ nữa. Hôm sau trong lúc quét dọn thì hai đứa cứ hờn dỗi nhau như một cặp đôi, còn Makita không hiểu sao cứ hậm hực khi nhìn mặt gã Kominato, ra là vẫn cay vụ cái bánh hôm qua, thì bất ngờ thấy Murao đang lau cửa sổ đằng sau cùng thầy giáo. Sensei nhắc nhở cô nên ra dọn với các bạn nhưng Murao không chịu. Thầy khuyên nhủ cần phải biết tham gia cùng với cộng đồng thì cô nắm lấy áo thầy. Murao đã thích Sensei từ lâu nhưng không bao giờ có cơ hội vì là thầy trò. Anh đã nhiều lần từ chối nhưng cô vẫn nhất quyết bám dính lấy. Trên đường về thì đột nhiên phát hiện ra Makita nhưng Murao chả nói gì cứ thế đi thẳng. Còn Futaba đang nghĩ đến chuyện làm lành với câu rồi chạy đi tìm. Nhưng bất ngờ thay thấy cậu ta đang tỏ tình với một cô gái mà Futaba mải dòm trộm đến nỗi không nhận ra mình đang núp vào cái gì. Thấy em nó dễ thương mà còn chủ động bám tay mình làm mấy anh năm ba khoái. Thế là hai đứa cãi nhau um lên để tranh giành Futaba. Đúng lúc đó câu tới nhận đây là bạn gái mình rồi lôi đi. Thế rồi cậu cứ nắm tay Futaba mãi không chịu buông. Làm Futaba sợ sẽ bị bạn gái của cậu hiểu nhầm. Nghe câu khẳng định không có bạn gái thì lại mừng rỡ. Rồi không hiểu sao cảm giác nhẹ lòng khác thường. Tập 5 đại hội tìm đường đã bắt đầu và nữ chính đang rất phấn khích. Cả Kominato cũng vậy đúng là hai con người đầy nhiệt huyết, Futaba đang cố hết sức thay đổi không khí của nhóm. Đi một quãng tới điểm dừng là trò chơi đoán vị nước ép trộn, mọi người sẽ phải đoán về nguyên liệu đã pha chế ra món nước này. Bốn người họ cùng nhâm nhi cốc nước rồi đoán và cười đồ vui vẻ. Chỉ có Murao là vẫn đứng đơ người một mình, Futaba phải đưa tận tay mới cầm. Biết tin cốc nước là do một tay thầy giáo tự làm thì cô uống một hơi, và Murao là người đoán chính xác nhất trong số các nhóm đi qua đây. Vậy là cả nhóm được hưởng điểm tối đa. Thấy vậy, cô Minato càng quyết tâm hơn và không chỉ cậu mà là cả nhóm. Futaba rất mừng trước sự nhiệt huyết của mọi người rồi tiếp tục lên đường. Kominato cho rằng chả cần xem bản đồ mà cứ đi theo cảm tính thôi. Ai ngờ họ đã tới rất nhiều điểm dừng kiếm điểm và thoáng chốc đến điểm dừng cuối. Murao đang nói thầm với Makita đừng kể chuyện hôm trước cho mọi người, thì cô hứa sẽ không hề răng nửa lời nhưng khuyên rằng nên kể cho Futaba biết mà thấy Murao không đồng ý thì Makita cũng giấu đi. Vậy là cuối cùng đã thu thập đủ hết từ khóa, khi ghép lại thì ra một câu có nghĩa đó là hồ nước lớn nhất trong khu vực. Futaba liền vờ bản đồ ra trích địa điểm để chuẩn bị tới đó. cả nhóm đang đứng trước cơ hội chiến thắng khi chợt nhận ra họ không biết đây là đâu. Kominato tự tin chỉ cần nhìn địa hình đồi núi và hướng mặt trời là biết và cây kết đến chiều tối thì bị lạc hoàn toàn gặp hoạn nạn kiểu gì cũng dẫn ngay đến việc mâu thuẫn nội bộ mọi người đều đưa ra phương án giải thoát thì vô tình nghe thấy tiếng nước chảy cả nhóm liền đi theo suy nghĩ của câu thì may mắn đã tới con suối câu dẫn đầu đoàn băng qua con suối trên những viên đá sau bốn người là tới lượt makita nhưng cô lại quá sợ hãi không nhấc chân nổi cậu đành quay lại tận nơi giúp makita run rẩy nắm lấy tay bạn còn được câu động viên trước lời nói dịu dàng ấy makita không còn sợ hãi nữa mà quyết tâm vượt qua futaba cũng thấy mừng vì chuyện này nhưng đột nhiên cô xanh mặt lại tự nhận ra khi nãy mới bị ngã chân đang rất đau. Thấy bạn đi rất chậm so với mọi người thì câu đã nhận ra ngay. Futaba chối bay biến nhưng vẫn không thể giấu được sự thật. Dù đau nhưng cô vẫn quyết tâm đi tiếp không muốn nghỉ. Thì câu quyết định cho bạn lên lưng để cẳng. Hết cách Futaba đành nghe theo để không làm vướng chân mọi người. Nghe cậu ấy nói mà cảm giác như cậu đang muốn được cõng cô vậy. Futaba lại cảm nhận được mùi hương ấm áp quen thuộc. Cả nhóm cứ thế đi thẳng tới tối thì cũng ra được đường chính mọi người đã đến đón về nhà nghỉ, kết cục thì năm người lại là nhóm về đích cuối cùng. Futaba muốn biết chuyện mà hồi nãy Makita với Murao thầm thì với nhau, nhưng lại không dám hỏi vì biết đó là bí mật của họ. Cảm thấy Futaba đang cô đơn thì Makita kể lại hồi lần đầu gặp nhau, việc Futaba bắt chuyện làm cô thấy vui vô cùng. Vậy nên dù có chuyện gì Makita cũng sẽ luôn ở bên cạnh bạn, hai người vui cười với nhau trong khi Murao chỉ nằm một mình bên cạnh. Giữa đêm đi uống nước Futaba vô tình thấy câu đang đi dạo bên ngoài, cô liền bám theo thì được bạn hỏi han về chân đau. Nhìn bầu trời lúc này chẳng thể đoán được đang là đêm hay là sáng, cũng giống như cậu vậy chẳng biết thật sự cậu có tốt bụng không. Futaba quay sang thì thấy bạn đang mỉm cười, trời có gió lạnh nên câu ném cho bạn chiếc áo khoác của mình giữ ấm. Bình minh sắp lên nên Futaba nghĩ rằng một ý, cô gọi hết các bạn cùng ra ngoài ngắm trời, vừa về phòng xong mà Futaba vẫn quên lấy áo khoác để còn trả lại bạn. Nhưng câu không đòi lại cứ để bạn mượn, trong tim Futaba lại khơi lên những cảm giác bồi hồi. Đêm đã hết và bình minh rực rỡ đang lên rất đẹp. Năm người cùng thưởng thức hương vị khởi đầu của một ngày mới, khoảnh khắc này có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Đây sẽ là kỷ niệm rất đáng giá đối với cả nhóm, đến giờ lên xe trở về thì bốn đứa ngủ say như chết không buông tha cho công. Sau khi xuống xe thấy Futaba phải đợi mẹ đến đón cậu vẫn thầm lo lắng cho chân bạn, vừa thấy con mèo thì lập tức ra vuốt ve. Futaba nhận ra câu chỉ cố tình câu giờ để ngồi đợi với mình, sau buổi hôm nay cô đã biết thêm nhiều điều mới mẻ về người bạn này từ sở thích cho đến đồ ăn cậu ấy ghét và trên hết là sự tốt bụng ân cần luôn ẩn giấu sau vẻ bề ngoài hay trêu chọc mình thấy mẹ Futaba đến đón thì lúc này cậu mới chịu ra về nhưng vẫn cố cãi chỉ ngồi đấy chơi với con mèo thôi tuy không còn như xưa nhưng câu của hiện tại vẫn khiến Futaba tim đập liên hồi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Makita với nội dung cô ấy đã thích câu mất rồi tập 6 trên đường tới trường gặp ngay Makita cô ấy lo lắng liệu Futaba cũng thích câu giống như mình nhưng Futaba lập tức phủ nhận ngay. Thật sự thì nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của Makita là cô không dám nói khác được. Nếu vậy chỉ cần ngăn bản thân thích cậu ta là được thôi. Dù sao trên thế giới 7 tỷ người còn đây con trai khác, vừa tới trường thấy mặt cờ giúp là Makita đã phởn đời rồi. Cô cũng đang cố ý cho cậu nhận thấy mình đã thích cậu ấy. Đến lớp thì liền kể ngay với Murao, Makita tò mò về cơ hội sơ trung học mà Futaba đã từng học chung một học kỳ. Cô liền kể mọi thứ về cậu ấy và so sánh với bây giờ thì đã khác xa. Nhưng đúng lúc cậu bước vào nghe thấy đoạn đang bị nói xấu liền thì đầu bạn, cậu còn nói sẽ chả bao giờ làm thế với con gái, thì khác gì coi Futaba là con trai. Cô Minato tới phê phán hành động như vậy với phái nữ là sai trái, mục đích tạo ấn tượng với Murao nhưng hoàn toàn bị bơ, thế là bị câu kể ra bí mật mang theo cả sách đen hôm đi tập huấn. Làm cậu ta giật mình nữa nói đừng kể trước mặt Murao, bị cờ rút nhìn với bộ mặt ghê tởm thì nhục hết chỗ nói. Tới giờ thể dục Makita chỉ mải ngắm câu chơi đá bóng, cô còn ước gì mình được như Futaba luôn gần gũi và biết nhiều điều về cậu ấy. Murao thì chỉ mải ngắm thầy giáo đang dọn lớp học ở trên nhưng rồi thất vọng. Cuối giờ thầy giáo yêu cầu ủy viên lớp phải viết báo cáo khóa tập huấn để nộp lại. Futaba nhận biết giúp để tạo cơ hội cho Makita được về chung với câu, nhưng đời nào cậu ta lại xấu tính đến nỗi dồn công việc cho bạn như thế. Vậy là cuối cùng hai người ở lại riêng với nhau, tự dưng Futaba lại cảm thấy hồi hộp lạ thường đến nỗi chỉ mải ngồi ngắm bạn viết chữ. Tất cả mọi thứ từ bàn tay và vai đến đôi mắt đều làm cô bối rối. Futaba tự nhủ trong đầu câu là người Makita thích, bất ngờ ánh mắt hai người lỡ va phải nhau. Câu đã quạo vì nãy rờ nhỏ chỉ ngồi im chưa viết được một chữ nào hết. Anh trai ngó và quan sát thì nhắc nhở trên áo thằng em có dán cái gì đó. Ra là bị cô Minato cho rồi nhờ Futaba gỡ ra giúp. Cô nhận thấy chả công bằng gì khi cậu ta cứ sâu ra cái cổ gợi cảm ấy với mình. Bất ngờ bị câu phát hiện ra và hỏi sao lúc nào cũng thích người của mình quá vậy. Thì ra bấy lâu nay đều bị cậu ta nhận ra hết cả. Kể cả là hồi chơi trốn tỉnh năm xưa câu cũng nhớ rõ. Futaba cảm thấy rất quê khi bị phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ này. Câu lấy luôn tờ báo cáo của cô viết hộ cho nhanh còn về. Trên đường về cùng nhau thì Makita phàn nàn với Mura ô ước gì được ở lại với câu. Cô cũng có chút lo lắng về mối quan hệ của cậu ấy với Futaba. Cuối cùng cũng xong việc hai người ra về. Futaba không muốn ở cạnh cậu ấy lâu hơn nữa nên quyết định tách ra đi riêng. Cách tốt nhất để quên đi là nên tránh xa mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng Futaba không hiểu tại sao cậu ấy vẫn cố đứng đợi mình về dù đã câu giờ lâu đến vậy. Câu chỉ nhẹ nhàng nói cùng về thôi. Cứ thế này sẽ lại yêu cậu ấy mất. Trên đường về đầu cô tràn ngập những suy nghĩ nếu cả hai bạn thân cùng yêu một người dù muốn yêu nhưng cũng không muốn yêu cô không biết phải làm sao thì tàu đã tới. Quyết định cuối cùng đó là giả vờ quên đồ ở trường để bắt chuyến tàu khác đi về. Nếu cậu ấy mà xuống tàu đợi cùng thì sẽ chọn yêu, còn nếu không xuống thì sẽ buông bỏ nhiều Makita. Futaba nhắm chặt mắt lại cho đến khi cửa tàu đã đóng và bắt đầu di chuyển. Trước mắt cô lúc này là hình ảnh người con trai ấy vẫn đang ở đây. Vậy là Futaba đã có câu trả lời cho riêng mình, nữ chính nhận ra mình lại yêu cậu ấy mất rồi. Tập 7 Vậy là cuối cùng nữ chính và cô bạn thân Makita đã cùng yêu một người, câu mua cho Futaba một chai nước vì thấy bạn có vẻ không được khỏe. Sau đó cậu xin lại chai nước để uống một miếng, suy nghĩ đến một nụ hôn gián tiếp thì cô cứ nhìn chằm chằm bạn, làm câu không thể uống nổi rồi đành dơ lên cao uống nếu Futaba có thấy khó chịu. Cậu bị sặc nước thì cô tính lấy cái khăn tay lau cho mà suýt quên, cái cặp khác gì bãi chiến trường đâu. Futaba mới nhận ra mình như con trẻ trâu tự nhiên tạo ra cái thói quen bừa bộn. Cô thấy bạn như đang gặp chuyện gì đó thì kéo tay cô ra để nhìn rõ mặt nhưng đột nhiên cậu lại nhận ra trên người futaba có một mùi dầu gội rất cuốn hút cứ tưởng sẽ bị nhỏ chửi hay gì mà không phải vậy cái mặt như này sao mà đỡ nổi futaba còn ước gì mình đã dùng dầu gội tốt hơn chút thay vì loại rẻ tiền này dù rất muốn về chung với câu nhưng cảm thấy khó xử nên cô đành tách ra quyết định ghé qua cửa hàng mua loại dầu gội mới con người khi yêu thường lo lắng cả những thứ nhỏ nhặt nhất đang trên đường về thì vô tình gặp lại cô bạn cũ tên jumi Nhớ lại hồi sơ chung Jumi là cô bạn rất quan trọng đối với nữ chính. Cô ấy luôn là người đứng ra xin bọn con trai cho nhóm nữ chơi chung. Jumi có thầm thích cậu bạn Naito, cũng nhờ có cô ấy mà Futaba mới được chơi chung với cậu. Năm nhất trôi qua yên bình là thế cho đến khi năm 2 bắt đầu. Futaba không khác gì Makita bây giờ. Sự trầm tính dễ thương của cô được rất nhiều bạn nam thích. Nhưng đối với lũ con gái thì nữ chính khác gì cái gai trong mắt. Những lúc như vậy chỉ có Jumi là người ở bên động viên. Cho tới một ngày nọ thì đột nhiên cô ấy không chơi với Futaba nữa. Cô chưa hiểu tại sao người duy nhất lại bỏ rơi mình. Còn giờ đây hai người đang ngồi với nhau sau bao năm không gặp. Jumi lại nhắc về người con trai cô ấy từng thích tên là Naito. Và hồi đó do nghe vài bạn nữ mách Futaba có thích cậu ấy. Thậm chí Jumi còn chứng kiến cảnh cô đang nhìn Naito từ phía sau. Chính vì vậy mà lúc ấy Jumi mới nổi giận và không chơi với Futaba nữa. Nữ chính đành thở dài và khẳng định bản thân chưa từng thích cậu ấy bao giờ người con trai cô thích là bạn của Naitoker. ngày hôm đó futaba đi gặp cậu ấy chỉ muốn hỏi thông tin về câu nhận ra đã hiểu nhầm zoomi mới xin lỗi futaba đã nhận ra khi thích người mà bản thân thích sẽ dẫn đến hậu quả giống vậy trên đường về cô lại nghĩ cứ như vậy sẽ khiến makita ghét bỏ mình mất nhưng cũng không thể che giấu tình cảm dành cho câu nên quyết tâm nói chuyện đến lớp cô mới nhận ra hai người họ thậm chí còn trao đổi cả mèo rồi futaba nhận thấy mình đang đen tị với sự dễ thương của makita sau đó thì câu tới gần đưa cho cô tờ báo cáo hôm trước mới nộp phần của futaba viết có quá nhiều lỗi nên cần phải sửa lại cậu ấy còn lo lắng nghĩ cô bị mệt mỏi trong khi makita vẫn liếc nãy giờ dù quyết tâm là thế nhưng futaba vẫn không dám nói thẳng với cô ấy trong lúc không để ý thì cô lại thói quen mua cả đống bánh rồi futaba đành đi trả lại bớt thì makita cảm thấy có lẽ mình đã lỡ làm gì để cậu ấy giận nên quyết định đi tìm để hỏi nhưng nữ chính lại ra góc hôm trước ngồi. Futaba rất dối bời trong đầu thì câu từ cửa sổ nhảy xuống rất cả mình. Cậu tiến sát gần che miệng cô lại vì đang trốn khỏi anh trai, thậm chí còn ôm Futaba vào người. Cô lần trốn vì không muốn ăn tối chung với anh ấy, còn lý do thì không nói được. Bất ngờ nhận ra Futaba mới đổi dầu gội, cô cũng không giấu nữa mà nói thẳng là để thu hút cậu hơn. Nhưng cậu lại từng chỉ là đùa rồi bỏ đi, còn nhắc nhở là Makita đang rất lo lắng đi tìm cô nhận ra mình đã là một cô bạn thân tốt bụng và quý giá nhất lo lắng. Vậy nên càng phải quyết tâm nói ra sự thật với cô ấy hơn, còn quyết định có làm bạn nữa không là ở Makita. Cuối giờ Makita đã hẹn cô đi ăn bánh cùng mình, thời khắc quan trọng đã đến. Tập 8 Futaba tự hứa với bản thân nếu hôm nay mà không nói sẽ quyết định cạo chọc đầu. Xui thay Makita còn rủ cả Murao đi cùng. Bất ngờ cô bạn thân năm ngoái nhìn thấy sự thay đổi đáng sợ của Futaba. Nhưng nữ chính coi đó là một lời khen vì thật lòng đang muốn thay đổi. Murao không có việc gì bận nên cũng đồng ý đi ăn với hai người. Ba người cùng tới tiệm bánh thì Makita khoe chiếc đĩa CD mới được câu cho mượn. Futaba không thể tìm được thời điểm nào thích hợp để nói. Cảm giác như thể tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng cuối cùng vẫn chịu nắm chặt đôi bàn tay dư dẩy lại và nói ra cô xin lỗi vì đã thích câu nhưng Makita không có vẻ gì là giận. Ngược lại còn thấy vui vì hai đứa lại thích chung một người. Murao thì ngạc nhiên vì thằng nhãi đó có gì mà thích giữ thế, hoạt đầu Futaba đã nghĩ sẽ không thể thích được câu hiện tại nhưng giờ thì khác. Makita đề nghị nếu một trong hai mà chiến thắng thì người còn lại không được oán trách, rồi cô xin vào nhà vệ sinh một chút. Nãy tỏ vẻ vui là thế nhưng trong lòng Makita cũng đang rất đau đớn. Cô cảm nhận được sự sợ hãi của Futaba khi nói với mình nên mới cố tỏ vẻ vui. Vậy thì cả hai cùng quyết tâm cạnh tranh công bằng. Futaba đã nhận ra đôi mắt đỏ của Makita thì biết được cô ấy vừa khóc bất ngờ Murao cũng tiết lộ sự thật mình thích thầy giáo, Futaba sốc nặng luôn còn Makita đã biết rồi nên không phản ứng gì ý. Biết được hai bạn là người tốt nên Murao mới dám tin tưởng mà kể ra. Thật ra từ hồi bắt đầu lên cao trung đến giờ đây là lần đầu Murao được đi chơi với bạn bè. Cô còn nhắc một chuyện là quyền quyết định nằm ở câu vì biết đâu cậu ta từ chối cả hai và Murao sẽ luôn ở vị trí trung lập không thiên về ai cả. Kominato đang đi dạo phía dưới vô tình ngó lên tiệm bánh thì thấy Murao và các bạn nhớ lại murao trước kia là một con người cô độc trả chơi với ai nhưng giờ đã thay đổi trời tối mịt trở về thì futaba thấy mừng vì sao hôm nay sẽ được thoải mái gần gũi với câu bất ngờ thấy cậu ấy đang ở ngay đây vuốt ve con mèo câu rất lo lắng vì con mèo mới gặp bữa trước mà giờ nó gầy gò như này nhưng cậu cũng không muốn mang về nuôi vì cứ thế sẽ phải quan tâm cho nó mất cuộc sống mà cứ phải quan tâm tới thứ gì đó đôi khi rất phiền phước Nghe cậu ấy nói vậy thì khá bất an nên Futaba bám theo, cô không hiểu câu tính đi đâu mà còn lên tàu vào giờ này. Rồi cứ thế bám đuôi theo sau đi một quãng đường dài, Futaba nhận ra chỗ này toàn các thanh thiếu niên. Bất ngờ thấy câu có quên hai tên nhìn có vẻ ăn chơi, nghĩ không ổn chút nào cô liền tới nổi giận, rồi lấy lý do yêu cầu cậu về học hành vì sắp thi cử. Thế là bị hai thằng bạn trêu chọc liền, chúng còn đòi tán cô gái này làm bồ vì dáng người nhìn cũng một nà đầy đặn. Nghe nói thế thì câu tỏ ra khá khó chịu quyết định đi về trước rồi chỉ đường cho futaba về nhưng cô không chịu nghe vẫn quyết bám theo câu đuổi bạn đi đừng có bám theo mình nữa nhưng futaba đâu có chịu được cảm giác chẳng thể gần gũi cậu ấy chút nào nó thật khó chịu trời đã tối mịt câu mua cho futaba một lon nước uống rồi kể chỉ tới đây chơi với mấy người kia một chút để giết thời gian họ cũng hay làm mấy chuyện không tốt như uống rượu hay hút thuốc nhưng câu thì không như thế mà chỉ tới để trò chuyện thôi futaba cho rằng nếu cần trò chuyện tân sự thì vẫn còn mình mà nhưng ngại quá lại nói thêm cả mấy đứa Kominato các thứ nữa. Cô đe dọa Futaba lúc này đang quá sơ hở có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, nhưng cô yên tâm vì cậu không phải loại người như thế. Bất ngờ câu đè lên người và nói Futaba đã quá coi thường con trai rồi, trước tình cảnh không thể nào phản kháng cô đâu thể chống cự nổi mình. Rồi cậu tiến tới sát gần suýt chạm môi đến nơi, thì mới nhảy ra và nói đó là một bài học để lần sau Futaba biết cẩn thận hơn. Nữ chính bất ngờ bật khóc vì sợ hãi, thấy vậy câu cũng xin lỗi đã hơi quá đáng, nhưng không chỉ khóc vì sợ mà cô còn khóc vì lại cảm thấy chút phấn khích. Tập 9 Hôm sau tới lớp mài nhìn câu và bọn con trai nói chuyện với nhau. Futaba lại nhớ tới chuyện hôm qua sau đó thì đi kể lại tất cả với Makita. Makita khá ghen tị vì cô ấy biết rất nhiều thứ về câu. Futaba còn rất lo lắng cho bài thi giữa kỳ của câu vì cậu ta chỉ mải chơi sốt. Murao đã tới kể lại chuyện hồi nãy đi ngang qua, thấy thầy giáo đang mắng cậu ấy việc bài kiểm tra tất cả đều dưới trung bình hết thậm chí câu còn đùa đúp thì bỏ học luôn nhưng nét mặt của anh trai cậu thì không thể vui nổi làm Murao càng ghét thằng đó hơn Futaba nhận ra cậu ấy đang vướng mắc một vấn đề nào đó mới cư xử như vậy còn Makita thì nhận ra Futaba gần đây trông có vẻ đẹp hơn trước vì cô ấy đã có nhiều sự thay đổi từ khi thích câu trong giờ học lại mải tìm cách giúp cậu ấy vui lên để tập trung học hành thì bất ngờ câu quay ra thấy thế liền hỏi nhìn cái gì tóm lại thì hai đứa đều liên tục viết linh tinh trong giờ để trả đũa nhau và cái kết bị giáo viên bắt được chuyện đang viết xấu về ông, cậu lại bị cửa trách trong một trận. Bất ngờ cậu nhận ra mặt Futaba có gì khác với mọi khi vì cô đã trang điểm nhẹ. Cô Minato đoán ra ngay lại dính phải chuyện yêu đương rồi. Makita ngồi ăn với Murao lại thấy chút ghen tị khi họ cứ nói chuyện thân thiết. Trước khi rời đi câu còn lau vết son của Futaba rồi nói nó không hợp với cô. Hai người cùng đi xuống căng tin mua đồ ăn thì vô tình gặp lại bạn cũ của câu. Họ còn cả khịa cậu học thì kém sẽ trả bao giờ đuổi kịp lớp nâng cao hết còn nói do có quan hệ với thầy giáo như năm ngoái mới được học ở đấy càng cố tình trêu càng làm cô Minato nổi giận cậu dọa dạ trong một câu thì chúng im ngay rồi bỏ chạy makita đang ngồi sầu não một mình thì thầy giáo xuất hiện hai người nói chuyện về việc học của câu gần đây từ khi còn nhỏ nó đã là một đứa rắn giỏi thế nhưng luôn bám dính anh hai gặp phải chuyện gì cũng đều giữa dẫm vào anh hết thầy cũng luôn dịu dàng với em trai mình nhưng giờ thì khác câu đã có cho mình nhiều bạn bè có lẽ nó sẽ sớm vượt qua Đêm đó, Makita đã nhắn tin rủ Futaba cùng giúp đỡ cậu ấy trong việc học. Sáng thứ bảy đang ngủ thì cậu nhận được cuộc điện thoại. Thì ra Kominato và đồng bọn đang đi mua quả vặt để chuẩn bị tụ tập tại nhà cậu. Cậu chưa tỉnh ngủ vẫn còn lờ đờ cho đến một phút sau thì giật mình. Cậu phi vội xuống nhà tính khóa cửa nhưng đã quá trễ. Vừa vào phòng là Kominato lục lọi tìm kiếm sách đèn các thứ. Hôm nay bốn người sẽ quyết tâm kèm cặp cho cậu khá hơn. riêng Murao chỉ vì mục đích muốn cậu ta chịu xin lỗi thầy giáo. Thằng cu không có vẻ gì là hợp tác thì bốn người vẫn cứ náo nhiệt ở bên cạnh. Thấy cô Minato gần gũi với Futaba thì câu thò tay ra với miếng bim bim. Rồi chen vào giữa hai đứa chấp nhận học. Lão này nhân cơ hội bị cô đẩy ra còn giả vờ dựa vào người Murao. Ngồi học nhiều môn nhưng cậu chỉ tập trung vào mỗi môn Futaba dạy. Makita đảnh nhờ cậu ấy đi lấy cốc rót nước cho mọi người uống. Sau đó thì cô cũng nũng thững đi theo xuống bếp. Makita phụ bạn lau rửa cốc nước. Còn muốn biết cậu nghĩ sao về Futaba nhưng lại không dám nói ra. Vô tình lỡ đã đổ túi rau củ nhà bạn thì cô vội cúi xuống nhật. Có một củ lăn tận vào phòng bên cạnh. Makita tới nhật thì vô tình thấy một thứ gì đó mà cô đứng hình cả người. Futaba thấy lâu quá đành xuống giúp một tay. Cô Minato vừa được ở riêng lại vừa được Murao kèm cặp thì khoái. Futaba xuống bếp thì thấy hai người từ căn phòng bước ra. Cùng với nét mặt lạ lùng của Makita là biết có chuyện chẳng lành. Tập 10 Nhìn tình hình vô cùng căng thẳng nhưng Makita lại nói không có gì hết năm người tiếp tục ngồi học nhóm với nhau trong khi Futaba không thể tập trung được. Cứ mỗi khi lướt ra chỗ Makita thì cô ấy liền quay mặt qua bên khác, biết đâu vừa rồi họ đã làm gì nhau. Sau một hồi thì nhận ra câu tiếp thu bài rất tốt, chỉ là do cậu ta không chịu nghe giảng trong giờ học, ngồi được một lúc thì câu lại chán nản giữa chừng. Makita liền lên tiếng nếu không cố gắng cậu sẽ bị đúc mất, nếu nhóm mất đi một người sẽ không còn gì vui cả. Futaba nhận thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó kỳ lạ. Cô minato cũng đưa ra những lời động viên tràn đầy nhiệt huyết mọi người đều mong muốn cùng lên lớp để tiếp tục được đi chơi với nhau thì cô đành chấp nhận cuối cùng cũng kết thúc buổi học cả nhóm ra về futaba vẫn còn tò mò chuyện khi nãy nhưng makita hoàn toàn giấu kín không chịu được nữa cô lén quay lại gặp câu rồi giả vờ nói để quên điện thoại đến khi cậu gọi thử thì nó đang nằm trong túi quê quá lại xin đi vệ sinh xong thì lại xin uống nước làm câu sốt ruột không biết có chuyện gì đến nước này hết cách Futaba mới vào thẳng vấn đề nhưng câu trả lời cô nhận lại cũng chỉ là không có gì điều này làm nữ chính cảm giác như bị cho ra rìa không chịu được đành chuyển qua câu hỏi muốn biết lý do cậu thay đổi như vậy Futaba chỉ muốn biết nhiều hơn về cậu thôi dù đã từ chối nhiều lần mà bạn vẫn quyết liệt đến vậy thì câu không thèm giấu nữa cậu dẫn cô vào căn phòng khi nãy Futaba giữ người lại trước hình ảnh mẹ câu đã không còn trên đời nữa phản ứng của cô lúc này không khác gì Makita khi nãy hết. Vì đây là một chuyện tế nhị nên Makita cố giấu Diêm là đúng thật. Futaba cảm thấy mình thật đáng trách khi nghi ngờ hai người họ vô cớ như vậy. Nhận ra sự ích kỷ của bản thân cô đã khóc và xin lỗi, cô không biết làm gì khác ngoài xoa đầu bạn. Futaba bất ngờ nắm lấy áo và xin bạn đừng nghỉ học, vì cô rất muốn được bên cạnh cậu. Cô khẽ lau nước mắt rồi vén mái tóc Futaba lên. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi lâu thì bất ngờ, ông anh trai ghé qua nhà để nấu bữa tối và cái kết cảm thấy đã làm phiền sai lúc thầy định bỏ đi nhưng câu đành giải thích rõ ràng, hai người họ đều đang rất khó xử thì đã đến giờ đi làm thêm của câu. Trên đường đi cậu vẫn nhớ mãi về hành động ba nãy của mình, không có anh trai về chưa biết chuyện gì xảy ra. Futaba tò mò về mối quan hệ của hai anh em thầy có vẻ không tốt. Anh liền kể lại từ sau khi bố mẹ ly hôn, câu đi với mẹ còn anh ở lại với bố khi ấy, mọi trách nhiệm dường như dồn hết lên vai cậu. Lúc mẹ đổ bệnh và nhập viện thì anh mới bắt đầu nhậm chức giáo viên, vì vậy rất ít cơ hội được đi thăm mẹ ở xa chứng kiến mẹ gầy đi mỗi lần tới thăm nó vô cùng đau xót khiến anh cảm giác sợ mỗi khi bước vào vậy mà ngày nào câu cũng đều ngồi được với mẹ phải chịu cảm giác đau đớn như vậy tính cách cậu cũng dần thay đổi Futaba đã hiểu ra mọi chuyện thì không thể kìm được nước mắt cô nhớ lại câu nói hôm trước của câu đó là sống mà phải quan tâm đến thứ gì đó rất phiền đấy là lời nói của một người sợ phải chịu cảm giác sắp mất đi người thân câu luôn phải bước đi một mình trong đêm tối và chịu đựng tất cả dù cho cố giả vờ lạnh lùng đến mức nào thì sâu thẳm bên trong con người ấy là một người rất dịu dàng hôm sau tới lớp futaba đã xin lỗi makita vì tính ích kỷ của mình nhưng makita không giận gì hết vì đôi khi cũng có ghen tị với futaba giống vậy futaba thấy thật nghiệt ngã khi hai đứa bạn thân lại cùng thích một người như này nhưng dù cho thế nào đi nữa thì tình bạn thân thiết giữa hai người cũng không thể mất đi kominato đã tốn công sức làm sẵn cho câu một bản tóm tắt các bài toán Futaba tiếp tục hẹn mọi người một buổi học nhóm nữa và còn ăn tối chung. Cô đã quyết định nếu câu vẫn bước đi một mình trong đêm tối thì mình sẽ là ngọn đèn dẫn lối cứu rỗi cậu ấy. Tập 11 Những ngày tháng tình trạng căn bệnh của mẹ ngày một nặng hơn, bố thì ly hôn và cùng với anh trai sống ở xa nên câu là người duy nhất bên mẹ. Thầy bác sĩ có vẻ lưỡng lự thì cậu quyết liệt nói, giờ chỉ có bản thân mình là người duy nhất ở cạnh mẹ thôi. Câu luôn luôn ngồi trò chuyện với mẹ dù nhiều lần được bà khuyên nên về nghỉ ngơi sự thật là bà đã bị một khối u trong phổi và tình trạng rất căng thẳng thì cậu vẫn cố tỏ vẻ hết sức bình tĩnh trước mặt mẹ nhưng có vẻ không thể giấu được bà mẹ cậu gọi điện nhờ đứa con lớn hỏi bác sĩ và nói sự thật về bệnh tình của mình nghe tin mẹ chỉ sống được nhiều nhất nửa năm nữa thì câu hoàn toàn tuyệt vọng vì muốn cuộc sống sau này được ổn định và có khả năng chăm sóc mẹ tốt nhất mà câu đã dành toàn bộ thời gian để chuyên tâm học hành mặc dù mẹ chỉ muốn có những phút giây được cùng ăn cơm và xem tv với con trai nhưng đến khi phát hiện ra căn bệnh thì nó đã quá nặng lúc này có hối tiếc những khoảng thời gian ấy cũng chẳng được gì bất ngờ anh trai gọi điện tới và dặn dò em hãy chăm sóc cho mẹ câu chỉ biết liên tục gào lên xin lỗi anh và nó đã ảnh hưởng không ít tới tính cách cậu bất ngờ hiện lên tiếng gọi của futaba trong trò chơi trốn tìm thì cậu mới giật mình tỉnh giấc trước đống sách vở để trước mặt hôm sau đến lớp lại là một buổi học nhóm tại thư viện trước tình cảm của những người bạn bè thì câu vui vẻ chấp nhận nhưng xin đi vệ sinh một chút còn vác theo cả cặp sau một hồi lâu nhận ra đã bị cậu ấy lừa thì Futaba tức tốc định chạy đi kiếm, nhưng lại vô tình va phải một cậu bạn lớp khác và ngã. Futaba vội vàng xin lỗi nhưng tay cô lỡ chạm đúng vào giữa chỗ nguy hiểm của cậu ta. Thôi thế là xin vĩnh biệt cụ Futaba xấu hổ quá chạy té khói, bốn người cùng ra quán nước nói chuyện về câu, không hiểu cậu ấy gặp vấn đề gì mà cứ trốn tránh. Kominato vẫn muốn cả nhóm 5 người sẽ lại cùng nhau đi chơi đâu đó, mọi người đều đang đợi câu, giờ chỉ cần cậu ấy chỉ mở cánh cửa đã khép chặt trái tim lại. Futaba qua bấm chuông inh ỏi vẫn không có câu ở nhà, cô lại cầu cứu thầy giáo cậu ta càng ngày càng khóa chặt tim lại không chịu mở lòng. Cái này thì anh cũng chịu thua, chỉ còn cách duy nhất là tự mình phá nát cánh cửa bị khóa và lôi cậu ta ra, lần trước đã được câu giúp thì lần này nhất định sẽ trả ơn. Thầy giáo sau khi chứng kiến thì cầu mong cho em trai sớm được giải cứu, Futaba lại tiếp tục tới nơi hôm bữa thì thấy ngay câu ở đây, cậu ấy vẫn chỉ ngồi im lìm mà mải suy tư. Futaba chạy đến gọi lớn tên câu cùng với biểu cảm giống hệt giấc mơ hôm trước. Hai người lại đi trên bãi cỏ hôm ấy. Futaba vẫn cố níu kéo bạn lại nhưng cậu ta cứng đầu không nghe. Ngày qua ngày phải chứng kiến một con người dần dần bước sang thế giới bên kia. Cảm giác của cậu lúc ấy không phải thứ Futaba có thể hiểu được. Nhưng dù cho có thế cô vẫn không chịu thua. Futaba thật sự rất muốn thấu hiểu bạn và cô phá nát cánh cửa khóa tim cậu. Cậu không hiểu tại sao cô lại phải cố gắng đến mức này vì mình. Bất ngờ Futaba lao vào người cậu và cả hai ngã lăn lộn xuống nền cỏ. Cô vẫn tiếp tục nói với cậu rất nhiều điều và cố gắng thuyết phục cậu ta. Trước những lời nói chân thành và từng hàng nước mắt tuôn rơi của bạn, cậu đã nhận ra rồi với tay ông trầm Futaba vào lòng. Nước mắt cậu cũng tuôn ra từng hàng. Futaba giống như một cơn bão cứu rỗi cuộc đời mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu. Tập 12 Lần đầu tiên được thấy vẻ yếu đuối của câu như này và giờ trong vòng tay cô là một người con trai vừa nhu mì vừa dễ thương cùng với mùi hương ưa thích futaba tính bỏ tay ra nhưng câu không cho phép cậu ta chỉ càng ôm cô chặt hơn vào lòng có lẽ do không muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối lúc này sau một lúc lấy lại được tinh thần mới chịu buông ra câu đã trở lại bình thường và nhận xét khuôn mặt khi futaba đuổi theo mình rất đặc biệt dưới ánh trăng bờ mi còn sót lại những giọt nước mắt của câu có lẽ futaba là người lần đầu được chứng kiến cô nhận ra đây là lúc rất thích hợp để thổ lộ tình cảm futaba tiến tới gần nhìn thẳng vào mắt bạn cố gắng nói ra thì cái bụng đói kêu lên Kết cục là đành ra về, Futaba còn khuyên câu nên về nhà nói chuyện trực tiếp với anh trai trước khi chia tay. Cậu đã cảm ơn Futaba về ngày hôm nay. Có lẽ cánh cửa khóa đã được mở ra rồi, câu lại nghĩ tới hình ảnh cô ấy luôn cố gắng cứu mình từ nhỏ tới giờ. Dù cho có thất bại bao nhiêu lần cũng không chịu bỏ cuộc. Hai người đều ngước mặt lên phía bầu trời đầy sao xa thẳm kia. Câu trở về được anh trai gọi vào ăn tối. Nhưng thấy em nó vẫn hờ hững như mọi khi thì cũng đành chịu. Cậu lại vào phòng ngồi một mình. Đến khi nghe thấy tiếng bố về thì quyết định đi xuống làm anh rất ngạc nhiên, thậm chí là cả người bố cũng sững người khi thấy đứa con chịu ngồi ăn cùng cả nhà, đã rất lâu rồi cậu không còn biết đến cảm giác được xoa đầu như này, người anh thậm chí còn không kịp nổi xúc động mà rơi nước mắt, bởi cái ngày được hội tụ gia đình mà bản thân luôn ao ước nó đã đến. Từ khi mẹ mất thì cậu không dám trở về đây và ăn tối cùng gia đình, cậu sợ mình không được phép làm những việc mà mẹ không thể làm nữa, nhưng bố cậu biết bà ấy không phải người hẹp hòi như vậy đâu bữa cơm chan chứa nước mắt lại ngon lạ thường. Câu còn quyết định sau này sẽ đổi lại họ Tanaka của bố thay vì Mapuchi. Bố và anh trai sẽ chờ đến khi cảm xúc cậu ổn định hơn. Hôm sau đến lớp nhớ lại cảnh tượng hôm qua Futaba vẫn thấy ngựa chết mất. Cô đang chờ đợi thái độ từ câu thì cậu ấy tới. Futaba lúc qua thì nhận thấy cảm xúc cậu ấy lúc này cũng không khác gì mình. Nhìn câu ngượng đến mức phải gục mặt xuống bàn dễ thương vãi trường cô Minato đến trách móc chuyện dám trốn học hôm qua thì câu muốn hôm nay sẽ học bù làm ai cũng bất ngờ. Cậu muốn cố gắng hết sức để chuộc lỗi lầm thì bốn người bạn ai nấy cũng mừng rỡ. Vậy là ngày qua ngày cả nhóm đều chăm chỉ tự học thêm ngoài giờ. Cho đến ngày có kết quả thì cực sốc vì điểm của câu lại cao nhất cả bọn. Nhưng dù sao cả năm người đều nằm trong top điểm cao xứng với công sức bỏ ra. Bất ngờ ngó sang bên cạnh thì thấy cậu bạn hôm bữa mình đụng trúng chim. Toma vừa thấy Futaba cái lập tức lủi ra chỗ khác tóm lại kỳ nghỉ hè đã tới rồi nên nữ chính quyết gạt mấy cái linh tinh sang một bên cuối giờ cả bọn đang tính bàn kế hoạch nghỉ hè thì nhận ra câu về trước futaba cùng makita tức tốc đi tìm cậu ta cuối cùng cũng thấy là lao tới ôm lấy ôm để còn thầy giáo kha bất ngờ khi thấy murao gọi mấy người bạn kia bằng tên riêng cô bé đã tìm thấy cho mình một nơi để hòa nhập thế nhưng cảm xúc đối với thầy thì vẫn chưa thể thay đổi murao vẫn quyết tâm theo đuổi sensei. sau khi rời đi thì kominato đến đe dọa thầy giáo nếu lão dám thắp lên hy vọng rồi lại dập tắt đi gây tổn thương cho cô ấy thì cậu nhất định không tha thứ. đã thế còn bị ông ta trêu cho một câu mới tức chứ. đang dẫn rơi máu thì được mấy đứa bạn rủ đi bàn kế hoạch cho kỳ nghỉ hè. câu chỉ muốn về nhà mà gửi tin nhắn cho nhanh nhưng năm người cùng ngồi tranh luận với nhau mới là vui nhất. một chuỗi ngày dài đang chờ họ ở phía trước. nữ chính rất hạnh phúc khi đã tìm gặp được những người bạn thật sự. đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc hành trình tạo dựng nên những kỷ niệm quý giá. vậy là hết anime rồi sau đây là một chút spoil manga để bạn nào có ý định đọc thì chuẩn bị tinh thần nhé nếu không muốn nghe spoil bạn có thể tắt video tại đây cặp đôi nhân vật phụ kominato và murao đầy ngột ngào khỏi phải chê makita về sau cũng có chuyện tình cơm cho với một anh bạn khác riêng cặp đôi nhân vật chính thì cái drama rõ là đau đầu nhưng tóm lại cái kết đẹp hết nhé anh em mọi người đừng quên để lại một like và một đăng ký ủng hộ nhé